Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông tư số 01 năm 2024 quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thông tư quy định có 3 loại báo cáo gồm báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất, trong đó báo cáo định kỳ được thực hiện hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm. Báo cáo chuyên đề được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo đột xuất được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan cấp trên hoặc của Thanh tra Chính phủ. Thời gian chốt số liệu báo cáo, theo thông tư quy định đối với báo cáo định kỳ, báo cáo quý 1 từ ngày 15 của tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 3 của năm báo cáo. Báo cáo quý 2, quý 3, quý 4 từ ngày 15 của tháng cuối quý trước đến ngày 14 của tháng cuối quý báo cáo. Báo cáo 6 tháng từ ngày 15 của tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 6 của năm báo cáo. Báo cáo 9 tháng từ ngày 15 của tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 9 của năm báo cáo. Báo cáo hàng năm từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo. Đối với báo cáo chuyên đề đột xuất, thời gian chốt số liệu theo yêu cầu bằng văn bản của Thanh tra Chính phủ, hình thức báo cáo, phương thức gửi báo cáo. Báo cáo được thể hiện bằng văn bản giấy, văn bản điện tử, có chữ ký của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và được đóng dấu theo quy định. Trường hợp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan thanh tra cung cấp ký báo cáo thì thực hiện theo quy định về ký thừa ủy quyền. Báo cáo được gửi tới cơ quan nhận báo cáo bằng hệ thống văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước và một trong số phương thức sau: gửi qua phần mềm hệ thống báo cáo của ngành thanh tra, gửi qua thư điện tử của cơ quan hành lý nhà, gửi qua thư điện tử của cơ quan hành chính nhà nước, gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi qua fax. Số liệu báo cáo nhập liệu vào phần mềm hệ thống báo cáo của ngành thanh tra theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, Thanh tra Chính phủ xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin báo cáo điện tử của ngành thanh tra, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn, an ninh thông tin, phục vụ xây dựng, vận hành hệ thống thông tin báo cáo, chia sẻ dữ liệu theo các quy định của pháp luật. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai, sử dụng có hiệu quả hệ thống báo cáo điện tử của ngành thanh tra. Trường hợp cần thiết, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chủ động xây dựng hệ thống thông tin báo cáo điện tử, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của mình và chế độ báo cáo của Thanh tra Chính phủ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 3 năm 2024.